Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện trinh thám mang tựa đề Đại Minh Huyết Án. Trước khi nghe chuyện thì kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh và đừng quên ấn vào biểu tượng chuông để nhận những thông báo mới nhất về những video mới nhất xuất hiện trên kênh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung câu chuyện này. Lại nói lúc bây giờ, Ôn Như nhìn nam nhân khiến cho ả mắng qua ngàn vạn lần, đang càng đi càng gần, để rồi tự nhiên dừng lại, đứng xa xa, nhìn qua bên ả. Ả vô tức trốn sau một gốc cột, thò đầu ra, nhìn nam tử mặc trường sam màu xanh, thân hình cao lớn dưới đầu. Ả thậm chí có thể nhìn thấy được đầu mi nhíu chặt và vành môi hơi nhếch lên của hắn. Ả trước đây chẳng mấy chú ý đến Mạnh Thiên Sở, nhân vì vừa nghe Thúc Thúc nói muốn đem gà ả cho một tiểu sư gia nhỏ nhỏ ở huyện nha tại Hàng Châu. Ả liền bất chấp tất cả phản kháng mãnh liệt, nhưng mà cánh tay làm sao trông được cả cái đùi. Ả cuối cùng cũng hiểu tình cảnh của mình, và thế là chuyển biến ý niệm. Sau khi đến Hàng Châu xong, sẽ nghĩ cách kích nộ tên sư gia này, khiến cho hắn không đồng ý cưới ả. Biện pháp chọc giận đã đạt đến hiệu quả rồi, nhưng dường như hắn không có ý đuổi ả đi, dù nhất mực giam lòng ở hoa viên này. Hiện giờ ả nhìn kỹ qua Mạnh Thiên Sở, mới phát giác thì ra tên tiểu sư gia này cũng đẹp trai đấy chứ. Đột nhiên ả cảm thấy hai gò má của mình hình như hơi nóng nóng, liền tự cảm giác rằng bản thân của mình đi nhìn nam nhân đáng ghét này làm cái gì. Hắn ta ác độc mắng chửi mình, còn đem mình ném xuống đất. Con người chả đạp mình như vậy, mình còn đi thưởng thức tìm hiểu xem hắn có đẹp trai hay không đẹp trai, thật đúng là bệnh thất tàm tòng phương. Mạnh Thiên Sở bước đến dưới lầu, liền nghe giọng nói trong trẻo của Ôn Nhu từ trên lầu. Sao hả? Người cuối cùng cũng chịu đến gặp ta rồi sao? Người sao không thẳng thừng giam ta trên lầu này cả đời cả kiếp luôn đi? Người không sợ thả ta ra rồi, ta sẽ cho người giết cả nhà của ngươi hay sao? Vẫn là cái giọng công kích ác độc như vậy, một đứa tử có ngôn ngữ khắc bạc như vậy, quả là khiến Mạnh Thiên Sở không dám tin là bản thân có thể đáp ứng cưới về nhà. Hắn nỗ lực tự nhủ lòng rằng đừng có tức giận, đừng có mà phát rồ. Ôn Nhu đắc ý nhìn nam tử dưới lầu, à rất muốn nhìn vẻ phẫn nộ của hắn, nhưng đáng tiếc là hắn không ngẩng đầu lên, khiến cho à chỉ nhìn thấy khăn đầu trên và mái tóc đen bóng của hắn. Ôn Nhu, ta hôm nay không phải là đến thả cô, mà là muốn nói với cô một chuyện. Thanh âm của Mạnh Thiên Sở bình hòa và trầm ổn. Hắn không ngờ dám gọi ta là Ôn Nhu, hơn nữa chẳng có chút gì là muốn nổi nóng. Hắn làm sao vậy cả? Ôn Nhu có điểm không hiểu. Tìm ta có chuyện gì? Chẳng phải là định báo cho ta biết là ngươi thật muốn giam ta cả đời ở đây sao? Mạnh Thiên Sở hơi ngừng lại một chút, lát sau mới đáp. 5 ngày sau ta sẽ thả cô ra. Ôn Nhu lại càng không hiểu hỏi, vì sao phải 5 ngày sau? Mạnh Thiên Sở không hề để ý gì tới, chuyển thân bước ra ngoài. Ôn Nhu lớn tiếng hỏi, Mạnh Thiên Sở, ta hỏi ngươi mà, vì sao phải cần đến 5 ngày sau? Từ xa xa, Ôn Nhu nghe tiếng trả lời của Mạnh Thiên Sở. 5 ngày sau, ta sẽ cưới cô về nhà. Nhưng mà cũng phải chuẩn bị chịu khổ một chút đấy. Ai sợ ai chứ, cứ đợi rồi xem. Ôn Nhu gầm gừ đáp, chờ cho bóng lưng của Mạnh Thiên Sở biến mất ở góc xa, ả mới vô lực đứng dựa vào cột, bất trì bất giác, khóe mắt đã đầy lệ. Mạnh Thiên Sở bước ra khỏi hậu hoa viên, thấy Vương Dịch đứng trong vườn, lòng cả mừng, biết chuyện hắn bảo y điều tra đã có manh mối, liền bước tới gần. Vương Dịch thưa, sư gia, tên Giang trưởng quỹ đó chúng tôi đã nghe ngóng rồi, nói là nửa năm trước đã rời khỏi huyện Nhật Hòa, rồi nhất mực không thấy quay về. Cả nhà của y cũng dọn đi, còn đi đâu thì những người xung quanh đều không biết. Mạnh Thiên Sở vô cùng thất vọng, gật gật đầu, bước đến ghế đá dưới giàn bổ đáo, tức là giàn nho mà ngồi xuống. Vậy nữ tử tên là Thúy Mộc Nhan có dò la được tin tức gì không? Vương Dịch bây giờ cũng bước lại gần. Vâng, quả là tên Liễu Hoành kia nổi trúng một nửa. Một nửa à? Một nửa nào? Cha của cô nương đó nghe nói trước là quan tứ phẩm ở kinh thành, không biết đã đắc tội ai, cuối cùng không những mất con đường sĩ đồ mà còn bị phát phối đi xung quân đấy. nữ quyến trong nhà đều bị biến làm nô tỳ, có kẻ thì bán làm vào kỹ nữ, dù gì thì số phận cũng thề lương vô cùng. Cô Thủy Mộc Nhàn đó bán cho ai vậy? Vương Dịch đáp, nghe nói là bán là quan nhỏ gì đó mua về làm tiếp đây. Không ngờ vợ của vị quan đó dữ dằn lắm. Nhân lúc tướng công mình không có nhà, đã đem Thúy Mộc Nhan đem bán đi, nghe nói là bán đến Hàng Châu. Không ngờ cô nương đó có thần thế thể lường như vậy. Ai ra, quả là hồng nhan bạc mệnh mà. Uông Dịch bây giờ mới nói tiếp. Lúc đó, Thúy Mộc Nhan bị bán đèn kỹ viện lớn nhất của Hàng Châu là Nguyễn Hồng Lâu. Nhân vì Thúy cô nương bây giờ mới có 15 tuổi, nhưng cầm kỳ thư họa thứ nào cũng tinh thông. Đối với âm luật cũng có nghiên cứu, cho nên nhất thời trở thành danh kỹ hàng đầu của Nguyễn Hồng Lâu. Cô ta cuối cùng vì sao trở thành chủ nhân của trạch viện đó? Nghe nói là sau đó được một người buôn bán lớn ở Hàng Châu chuộc ra, sau đó cấp cho cô ta trạch viện ở Vân Hà Thôn đó. Vì sao không mua nhà cửa ở Hàng Châu mà chạy đến một thôn ở huyện Nhân Hòa xây cho cô ta một ngôi trạch viện như vậy? Cái đó tôi cũng không rõ nữa. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, thương nhân đó hiện giờ ở đâu, tên là gì? Dạ, còn cha chưa rõ. Vậy những tình huống vừa rồi, ông nói đó, ông cha ở đâu ra? Vương Dịch đáp, tu bà của thành lầu đó ạ. Mạnh Thiên Sở hỏi lại, thành lầu nào? Đúng ạ, tu bà tự nhiên sẽ không phơi đầu lộ diện trên Hoại Hoa Lộ đâu. Do đó, tôi phải tới thành lâu, hỏi ra quả nhiên là trúng. Tu bà đó đối với sự tinh này đều là biết rất rõ. Hơn nữa, cô ta còn ở tại Thanh Lâu đó một thời gian nữa. Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy cô ta đến Nhân Hòa huyện, tu bà biết được từ đâu? Vương Dịch bị hỏi đến tắc họng. Cái này tôi quả là chưa hỏi ra. Tên Liễu Hoành đó nhìn thấy Thúy Mộc Nhan ở Tây Hồ, chứ không phải là ở chỗ chúng ta. Do đó, ông đi hỏi lần nữa đi, sau đó về báo lại cho ta. Vương Dịch lại hỏi, tên rằng trưởng quỹ đó đi rồi, chúng tôi làm sao mà tìm? Mạnh Thiên Sở đứng dậy đáp, hắn đại khái là có ý không cho chúng ta tìm được. Ông nghĩ coi, Thúy Mộc Nhan vừa chết là hắn lập tức bán nhà cho Liễu Hoành, sau đó toàn ra biến mất khỏi Nhân Hòa huyện. Rõ ràng là không cho chúng ta tìm thấy. Chúng ta nếu như đã có manh mối của Thúy Mộc Nhan, tên họ Giang này chúng ta có thể từ từ lần ra mà được. Trời chạng vạng, Hạ Phượng Nghi, Phi Yến và vợ chồng Chu Hạo đã đưa Mộ Dung Huỳnh Tuyết trở về. Mạnh Thiên Sở vô cùng bừng rỡ chạy ra đón. Huỳnh Tuyết, muội cuối cùng cũng về rồi sao? Thật là quá tốt. Mộ Dung Huỳnh Tuyết ửng hồng hai má, khẽ đáp. Huỳnh Tuyết đã tạ Mạnh gia chiếu cố. Tình ý của Mạnh gia đối với Huỳnh Tuyết như vậy, nếu như Huỳnh Tuyết còn cố chấp, không chịu đáp lại, chẳng phải là cô phụ tâm ý của Mạnh gia đối với Huỳnh Tuyết hay sao? Thì muội biết là tốt rồi. À, hôn sự của chúng ta định vào ngày mai có được không? Ngày mai ta rước muội quá môn. Mộ Dung Huỳnh Tuyết ửng đỏ mặt, e thẹn cúi đầu, tiếp đó lại ngầm lén nhìn Mạnh Thiên Sở. Bây giờ dùng giọng nói nhỏ như muỗi nói. Mạnh gia, Huỳnh Tuyết nghe lời như vậy, trong lòng rất là thích, chỉ là muội vẫn còn chưa thể lấy huynh. Vì sao? Mạnh Thiên Sở gấp lên. Ôn đại nhân đã đáp ứng ta nạp muội làm tiếp rồi, muội còn lo cái gì nữa? Không phải đâu. Thân tình của Mộ Dung Huỳnh Tuyết hơi ảm đạm, xoay đầu nhìn qua Hạ Phượng Nghi ở bên cạnh, sau đó quay sang nhìn hắn mà nói tiếp. Mạnh gia, chuyện Huỳnh sắp cưới Ôn Nhu cô nương đó, tẩu tử đã cho muội biết rồi. Muội cũng biết Ôn Nhu cô nương là cháu gái của Ôn đại nhân, tính cách vô cùng điều ngoa, nhất định sẽ khiến cho Huỳnh đau đầu. Nếu như lúc này muội lại về, càng chọc giận cô ta, e rằng càng khiến Huỳnh khó đối phó với cô ta. Do đó, Huỳnh Tuyết suy đi nghĩ lại, thương lượng với các vị tẩu tử, đều cảm thấy muội tạm thời chưa quá môn thì hay hơn. Cái đó có gì đâu chứ, ả điêu man thì ta tự có biện pháp đối phó với ả, muội cứ yên tâm đi. Mộ Dung Huỳnh Tuyết bây giờ lắc đầu. Không, Huỳnh Tuyết lúc này không thể làm loạn thêm cho Huỳnh nữa. Chờ sự tình của Ôn Nhu cô nương xử lý ổn thỏa thì hãy tính tới chuyện này. Huỳnh Tuyết, Mạnh gia, Huỳnh hãy nghe lời Huỳnh Tuyết đi. Dù gì thì Huỳnh Tuyết cũng nhất mực ở bên cạnh Huỳnh mà. Mạnh Thiên Sở quay sang nhìn Hạ Phượng Nghi và Phi Yến. Hai người bọn họ cũng khẽ gật đầu. Xem ra chuyện này họ đã bản tính với nhau trước hết rồi mới bình tĩnh suy nghĩ lại. Hắn ta cũng cảm thấy làm như vậy ổn thỏa hơn một chút. Vì nhiệm vụ nên là phát hiện giờ đã làm sao đối phó với Ôn Nhu đây. Từ hiện tại mà xét, tiểu cô nương này không phải là nhân vật tầm thường, không phải bằng 2-3 câu nói là có thể giải quyết được. Cần phải tập trung lực lượng đối phó. Hắn liền thở dài. Vậy thì được thôi, Phi Yến, nàng đưa Huỳnh Tuyết về nghỉ ngơi đi. Mạnh ra, muội nếu như còn chưa quá môn thì không thể ở lâu trong phủ được. Chưa nhà cửa bên kia sửa xong rồi, muội hay là về nhà ở thôi. Ừ, vậy cũng được, muội về dưỡng thương cho khỏe trước đi. Mạnh Thiên Sở đỡ nhẹ vai của nàng. Muội hiện giờ không phải chỉ một mình, sau này muội phải vì hai chúng ta mà tự săn sóc bản thân mới được. Mộ Dung Huỳnh Tuyết thẹn thùng nhìn hắn, khẽ khẽ gật đầu. Tối đó, Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi cùng Tả Giai Âm và Phi Yến đang ở trong thư phòng chuyện trò. Lý Lâm Tĩnh tiến vào khẽ bảo: Thiếu gia, chúng ta bắt được một người dạ hành định lén ra ngoài, hiện giờ bị giữ ở trong vườn. Mạnh Thiên Sở cảm thấy rất kỳ quái, liền bước ra ngoài xem. Tên người đó mặc ác y che mặt đứng trong vườn, ngoảnh đi chỗ khác không nói gì. Mạnh Thiên Sở bước tới cởi khăn che mặt ra xem, thì ra là một cô gái mỹ lệ. Nhìn kỹ hơn thì hắn cả kinh mà kêu lên: Ôn Nhu sao? Ôn Nhu mặt đầy vẻ tức giận, hai mắt như bốc khói trợn lên nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở phì cười: Sao hả? Cô định là cô dâu chạy trốn sao? Mạnh Thiên Sở, ngươi đừng có mơ ta chịu lấy ngươi. Thật đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi muốn đến điên luôn rồi chứ gì? Thiên nga sao? Ta thấy cô là con vịt rời thì có. Thậm chí là còn là con vịt rời ốm nhách xám xịt nữa chứ. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn ba vị phu nhân của mình, dùng ngón tay chỉ ba nàng rồi nói với Ôn Nhu. Cô mở to con mắt ra mà coi. Ta coi sao chẳng cảm thấy cô có điểm nào có thể bì với ba vị phu nhân như hoa như ngọc của ta hết vậy. Vậy ngươi vì sao lại mặt dày mày dạn đòi cưới ta chứ? Ta muốn đi, ngươi bỏ ra cho ta đi. Mạnh Thiên Sở cười lạnh một tiếng, lập tức bảo Lý Lâm Tĩnh cởi trói cho ả, lại nói: Cô là muốn đi thì cứ thả cho cô ta đi. Dù gì thì ta cũng không thèm. Cô ta tự muốn đi, nào có quan hệ gì đến ta. Lý Lâm Tĩnh hơi chần chờ, cuối cùng rồi cùng bước tới cởi trói cho Ôn Nhu. Ôn Nhu hoạt động tứ chi một chút, bán tín bán nghi, bước đi hai bước, phát hiện quả thật không có ai ngăn lại, bèn nhanh nhẹn chạy ra ngoài, thoát cái không còn bóng dáng đầu nữa. Hạ Phượng Nghi bây giờ lo lắng nói: Trễ như vậy mà một cô nương ra ngoài, lỡ khi xảy ra chuyện gì thì sao? Mạnh Thiên Sở nói: Mọi người đều thấy rồi đó, là cô ta tự muốn đi, lại còn nói ta là cóc. Ta dù sao cũng không thể cưỡng bách một con thiên nga trắng khuất thân ở với ta được. Hạ Phượng Nghi và mọi người không biết Mạnh Thiên Sở rốt cuộc toàn tính điều gì, đều đưa mắt nhìn hắn. Hắn cười cười nói tiếp: À, thật có thể chạy thoát thì tốt biết mấy. Các nàng không chú ý sao? Người của Đông Hán chúng ta đã sớm hóa trang thành các loại nhân vật bảo hộ xung quanh khu trạch viện này. Nhưng mà không phải là ta an bài đó nha. Đây khẳng định là Ôn đại nhân đã sớm liệu tới chiều này của Ôn Nhu rồi, cho nên đã an bài sẵn. Ta còn mong cho ả trốn thoát được đây này. Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, khi mọi người vừa ăn sáng xong, nói cười từ phòng ăn bước ra, thì thấy Ôn Nhu đứng ở cửa cổng, bên cạnh còn có thêm Kha Càn. Mạnh Thiên Sở vội vã bước lên hành lễ với Kha Càn, nhưng không thèm ngó Ôn Nhu đến nửa con mắt. Kha Càn cười nói: Ta đưa tiểu Nhu về lại cho cậu đây. Mạnh Thiên Sở nói: Tri phủ đại nhân tự thần đến, thật là làm Mạnh gia nở mặt nở mày. Thỉnh đại gia vào phòng khách ngồi. Nói xong, hắn vội vã rước Kha Càn vào trong nhà. Kha Càn ngồi xong, Mạnh Thiên Sở liền giới thiệu ba phu nhân của mình. Kha Càn nhìn qua liền cười nói: Quả là trăm danh không bằng một thấy, hiền điền quả là diễm phúc không nhỏ. E là mỹ nữ của Hàng Châu ta đã bị cháu rước về nhà hết cả rồi. Mạnh Thiên Sở cười nói: Thật đã để cho đại nhân cười rồi. Kha Càn nhìn Ôn Nhu, đưa mắt ra hiệu cho cô ả. Thấy cô ả chẳng động đậy gì, liền nói: Ta đã giáo huấn quả cháu nó rồi, thấy cũng gần đến ngày thành hôn, sao có thể nói đi là đi được. Nhưng mà dù gì, đây cũng đã lần đầu cháu nó xa cha mẹ. Hơn nữa, cũng sắp làm tân nương rồi, trong lòng tự nhiên thấp thỏm, hiền điệt xin đừng để tâm. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nhìn lên xuống đánh giá Ôn Nhu, xong cười hà hà đáp: Vịt xám, không, thiên nga cô nương, không phải là muốn bay sao? Sao lại quay trở về vậy? Hà hà, Xem ra Thiên Nga cổ đường còn chưa nỡ bỏ cái địa bàn của cóc tía nhà ta. Nhưng mà cóc tía nhà ta cũng biết cắn người đấy. Cô coi chừng cái đám lòng trắng bạch của cô đấy. Chẳng mấy chốc, ngày thành hôn của Mạnh Thiên Sở và Ôn Nhu cũng đến. Mạnh gia đại viện quá là ra vẻ vui mừng, hơn hạ những người đáng phải mời. Hạ Phượng Nghi đều đã gửi thiệp mời trước đó hết cả rồi. Trong ngoài Mạnh phủ, chỗ nào cũng treo đèn kết hoa. Chữ hồng ngoài cổng thật to, kèn trống thành là trong vườn cũng vang vọng khắp nơi. Cháu gái của Hán Đốc Đồng Hán đương thời kiềm từ lễ giám trưởng Ấn Thái Giám, đại hồng nhân của Hoàng thượng, Ôn Tuyền Ôn đại nhân lấy chồng mà các nhân vật có vài vế ở Hàng Châu phủ, ai dám không có mặt chứ. Tùy phủ của Mạnh Thiên Sở đã rất rộng rồi, nhưng người chặt đến tối, ngồi chỗ không đủ. Chỉ nội bộ có bố chánh sứ của Chiết Giang tri phủ Hàng Châu, đồng tri quan viên thất phẩm từ tri huyện trở lên cùng thiên hộ, bá hộ của cầm y vệ và vệ sở cũng đã ngồi đầy vườn Mạnh phủ. Những tân khách và quan lại còn lại chỉ đành ngồi ở bàn bày ra hẳn ngoài đường lên. Bây giờ, ở hậu hoa viên, Hạ Phượng Nghi và Lý Lâm Tĩnh dẫn theo hai nhà hoàn, trong tay bưng mâm bày đổ cưới cô dâu, án chiếu theo trình tự đón dâu mà tiến hành. Ôn Nhu thấy dưới đầu có người tới, vội vã nằm trên giường giả vờ ngủ. Hạ Phượng Nghi bước đến cạnh giường, thấy mí mắt của Ôn Nhu nháy nháy, biết là giả vờ, bèn nói: "Ôn Nhu cô nương, thời giờ sắp đến rồi, hãy dậy thay y phục thôi." Ôn Nhu ngồi phắt dậy nói: "Để ở đó, ta tự thay là được." Hạ Phượng Nghi bảo: "Hãy để nhà hoàn giúp cô mặc mới được. Những y phục này rất khác với y phục ngày thường chúng ta hay mặc. Tự mặc không được đâu. Hơn nữa còn phải trải đầu, hóa trang này nọ nữa." Ôn Nhu rống lên: "Người nói xong hay là chưa? Có phải nhất định khiến bổn tiểu thư nổi nóng thì người mới chịu đi." Hạ Phượng Nghi không ngờ là lại như vậy, nhưng không hề tức giận, mỉm cười lùi ra một bước. Cô cũng biết rồi đó, Lý Công Công đã truyền lại lời rồi, nói thúc thúc Ôn đại nhân của cô đã thụ quyền cho lão gia nhà ta. Nếu như cô khi thành thân rồi mà còn giữ bản tính, không giảng gì đến nữ đức thì không vẹn đạo làm vợ, thậm chí làm trái cương thường, thì lão gia nhà ta có thể dùng biện pháp xử lý đối với cô. Xong nàng quay sang nhìn Lý Lâm Tĩnh. Lý Lâm Tĩnh mặt không biểu tình bước lên nói: "Tiểu thư, lão thần phục thị tiểu thư mang mũ khăn và áo quan." Ôn Nhu bây giờ biết lão thái bà này rất lợi hại nên đành đứng dậy, không tình không nguyện mà nói: "Mặc thì mặc, chẳng phải là lấy người hay sao, có gì đâu mà hay chứ." Lúc này thì vườn trước đã chiêng trống vang trời rồi. Đoàn lễ bái thiên địa, Ôn Nhu như con rối gỗ vậy, không lên tiếng, cứng đờ. Bái thiên đường xong, quỳ xuống dâng rượu cho Hạ Phượng Nghi. Tuy làm thật sự nhưng không nói một lời nào. Khi đến lượt Tả Giai Âm và Phi Yến thì hai tiểu thiếp dâng rượu kính cho ả. Ả tiếp lấy uống cạn, xong bỏ chung rượu trở lại mâm, chẳng nói một lời nào. Bây giờ đối với Mạnh Thiên Sở mà nói, 3 lần kết hôn, 3 lần làm tân lang đã không còn khổ sở như lần đầu nữa. Nhưng có vẻ như thời gian trôi đi rất chậm, khó khăn lắm mới xong các trình tự. Hắn chờ mòn mỏi, sắp hết chịu nổi mới xong. Lúc này thì một câu nói liền chợt vang lên: "Tân lang tân đương lập động phòng." Mạnh Thiên Sở lúc này cũng trở thành bù nhìn, dẫn Ôn Nhu vào phòng. Nhà hoàn đưa hai người đến giường ngồi xuống, nói lời chúc phúc xong lui ra. Cửa đóng, bỏ lại hai người ở đó. Hắn ta lập tức nằm vật xuống giường. Ôn Nhu chỉ nghe tiếng phịch một cái, không nói gì. Đầu ả bị trùm kín bằng khăn hồng, do đó chỉ thấy cặp chân bỏ thỏng xuống đầu giường. Trong phòng rất an tĩnh, ngoài cửa có một đám trẻ hiếu sự áp tai vào cửa nghe ngóng, nhưng chẳng có tiếng động nào trong phòng, bèn cụt hứng lùi ra. Ôn Nhu cuối cùng nhịn không được lại hỏi: "Mạnh Thiên Sở, vì sao không tháo khăn che mặt cho ta?" Mạnh Thiên Sở đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe Ôn Nhu hỏi thế, cứ tưởng rằng mình nghe lầm. Hắn mở mắt ra nhìn, thấy nữ tử khắp người mặc đồ đỏ hồng đó vẫn còn ngoan ngoãn để khăn trùm đầu. Hắn cảm thấy tức cười và thấy là cất tiếng hỏi: "Đường tử, nàng chẳng lẽ đã nóng lòng chờ không nổi tới lúc cùng tướng công động phòng hay sao?" Ôn Nhu nghe thế liền lột khăn trùm đầu quăng lên người Mạnh Thiên Sở, đứng phắt dậy. Thấy Mạnh Thiên Sở đắc ý cười đều nằm ở đó, mặt đỏ bừng bừng. Dù gì thì cô nàng lớn như thế mới lần đầu cùng nam nhân đơn độc ở chung một chỗ, và cô ả cũng biết rất rõ là nam nhân trước mặt đây chính là trượng phu của mình. Mạnh Thiên Sở thấy Ôn Nhu đỏ mặt, liền bật cười lớn hơn lên. Ôn Nhu thẹn quá hóa giận, bước tới chỉ mặt Mạnh Thiên Sở hỏi: Mạnh Thiên Sở, người cười cái gì? Mạnh Thiên Sở ngồi hẳn dậy, cởi hoa hồng trên người xuống, sau đó mở nút cổ áo. Ôn Nhu tưởng hắn định cởi y phục, vội vã đưa tay chè giữ trước ngực mà hỏi: Ê, ngươi định làm cái gì đó? Mạnh Thiên Sở cười hi hi, ra vẻ háo sắc. Nàng thật đúng là kỳ đó nha. Tiến vào động phòng rồi, nàng còn hỏi định làm cái gì sao? Ôn Nhu hoảng sợ, vội vã lùi mấy bước bảo: Ngươi đừng qua đây nha, ngươi qua đây ta la lên đó. Mạnh Thiên Sở ngửa cổ cười dài một tiếng, đột nhiên thu liễm nét mặt, lạnh lùng nhìn Ôn Nhu một cái bảo: Cô yên tâm, một con cóc thì nhất định sẽ không nảy sinh hứng thú tình ái gì với con vịt hoang đâu. Do đó, cho dù cô có lột chuồng nằm giang hai chân ra, ta cũng lười chẳng thèm nhìn cô đến nửa con mắt. Cô cố yên tâm, lo nằm mơ cái mộng vịt trời của cô đi. Nói xong, hắn đứng dậy định đi ra ngoài. Ôn Nhu thấy hắn định đi, liền thở phào yên tâm. Nhưng khi thấy hắn đi ra đến cửa, đột nhiên dừng lại thì giật nảy cả mình, đưa hai tay khẩn trương túm chặt lấy váy của mình. Mạnh Thiên Sở bây giờ quay lại nhìn cô ả mỉa mài nói: Bắt đầu từ hôm nay, cô là phu nhân của Mạnh Thiên Sở ta, là nhị phu nhân. Ngoài ra, trong nhà còn hai người tiếp nữa. Tuy nói là sắp sau cô, nhưng mà trong thâm tâm ta, bất kỳ ai trong số họ cũng quý hơn cô gấp trăm lần. Cô hãy rõ cho ta điểm này. Nếu mà cô có điểm nào không phải với họ, ta sẽ không khách khí với cô đâu. Mạnh Thiên Sở dừng lại một chút, xong nói tiếp: Tam tòng tứ đức, ắt cô biết rõ. Do đó, hãy sống yên đó cho ta, thu lại hết cái gọi là tính tình tiểu thư ngày nào đó. Nếu không, coi chừng ta trói gô cô lại, sau đó đem con vịt hoang cô vặt sạch hết lông. Nói xong, hắn đá cửa bỏ đi. Ôn Nhu giống như nằm mộng vậy, ngẩn ra một hồi, cuối cùng chỉ về hướng bóng dáng đã khuất của Mạnh Thiên Sở, vừa khóc vừa gào: Mạnh Thiên Sở, coi như người giỏi. Mạnh Thiên Sở bước ra khỏi phòng của Ôn Nhu, rồi cả đêm không quay lại, mà đến ngủ ở phòng của Tả Giai Âm. Đến sáng ngày hôm sau, Tả Giai Âm hầu hạ hắn mặc quần áo, nha hoàn ở ngoài khẽ gọi: Thiếu gia, mợ mời dùng ăn cơm. Tả Giai Âm đáp: Được rồi, đi mời tân phu nhân. Nha hoàn đứng ngoài vâng dạ một tiếng rồi bỏ đi. Mạnh Thiên Sở hỏi: Đi gọi ả làm cái gì? Gọi ả đến cả cơm cũng ăn không được đâu. Tướng công, đừng như vậy. Dù sao đi nữa cô ấy cũng là phu nhân của chàng, không thể nào cứng mãi như thế được. Mạnh Thiên Sở thở dài một hơi, sau đó dắt tay Tả Giai Âm bước ra cửa. Mọi người đều ngồi trong phòng ăn. Nhà hoàn đến lý nhí thưa: Mợ mới nói mợ không ăn. Hạ Phượng Nghi ra hiệu cho nha hoàn lui, sau đó hỏi: Hay là để tiếp đi xem thử? Mạnh Thiên Sở cầm ngay đũa lên mà nói: Quản à làm cái gì, đói chết thì càng hay. Huỳnh Tuyết nhỏ giọng nói: Sử gia, Huỳnh Tuyết cho rằng nếu như đã cưới về rồi, đối với cô ấy như vậy có phải là không được không? Mạnh Thiên Sở nhìn vẻ tiều tụy của Huỳnh Tuyết, trong lòng càng bực hơn mà bảo: Các nàng không ai được đi, ai cũng đừng vì ả nói lời hay đẹp gì đó mà lầm. Các nàng nhường một bước, càng lấn tới hai bước, ăn cơm đi. Mọi người thấy Mạnh Thiên Sở trong bộ dạng như vậy, không ai dám hó hé gì nữa. Ăn cơm xong, Mạnh Thiên Sở dẫn Chu Hạo và Mộ Dung Huỳnh Tuyết đến nhà môn. Vương Dịch đã sớm chờ ở đó. Hắn hỏi: Có phát hiện gì mới không? Vương Dịch đáp: Tôi đã đến thành lầu một chuyến nữa. Tu bà nói nhắn là vì cô Thúy Mộc Nhan đó bị người dùng giá cao chuộc từ Hàng Châu. Làm nghề của bà ta, chuyện thế này dĩ nhiên phải biết. Sau đó có một lần, có khách đến chỗ bà ta uống rượu hoa kể lại, nói là Thúy Mộc Nhan đã đến Nhân Hòa, rồi bà ta còn chưa tin. Khách nhân đó kể ở Hàng Châu đã nhìn thấy Thúy Mộc Nhan, do đó nhận ra được. Khéo là tu bà đó trước đó ở Hàng Châu cũng gặp qua Thúy Mộc Nhan, nên khách nhân nói thế nên lưu tâm dò xét. Chẳng bao lâu sau đó, bà ta đúng là ở một tiệm mua son phấn nhìn thấy Thúy Mộc Nhan. Tấu xảo như vậy sao? Vương Dịch đáp: Tu bà đó kể lại như vậy. Bộ ta còn nói gì nữa không? Vương Dịch thưa: Không có gì khác nữa. Tu bà đó cũng cảm thấy kỳ quái, rằng mất cả vạn lượng bạc mà đem cô nương người ta đưa tới nơi đó, thật là đáng tiếc quá mà. Mạnh Thiên Sở kinh ngạc hỏi lại: Một vạn lượng sao? Đúng, tu bà đó còn nói người đó ra tay rất hào phóng. Lúc đó khi Thúy Mộc Nhan mùa son chỉ đi một mình hay sao? Vương Dịch đáp, tôi có hỏi, mụ đáp hình như là đi với một nữ tử khác. Tôi nghĩ có khả năng là nha hoàn của Thúy Mộc Nhan. Mạnh Thiên Sở mới bảo, đúng như vậy, một thiên kim tiểu thư tự nhiên phải có người chiếu cố. Hơn nữa, trạch viện lớn như vậy, một người ở ắt phải sợ. Như vậy, khi cô Thúy Mộc Nhan đó chết đi, nha hoàn của cô ta đi đâu mất rồi? Vương Dịch lắc đầu, không biết, chỉ còn lại trạch viện đó, người mất lâu không biết. Án này quả thật là khó điều tra. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ lại hỏi, lần trước Liễu Hoành chẳng phải là nói ở trong trạch viện đó có nhìn thấy bức vé của Thúy Mộc Nhan hay sao? Ta sao không hề thấy qua, có phải là bị ai đó lấy đi rồi không? Cái đó cũng không nhất định, ai cũng biết phòng đó có người chết. Điều hiển nhiên là hiểm có khí xui, ai lại dám lấy thứ của người chết đó chứ? Vậy cũng phải. Mạnh Thiên Sở trầm ngâm một lúc, xong lại bảo, chúng ta trở về xem thử. Mạnh Thiên Sở dẫn Chu Hạo, Vương Dịch và Mộ Dung Huỳnh Tuyết đến Vân Hà Thôn lần nữa. Cửa trạch viện đã bị gia cát hâm thay khóa mới. Con đường trước cửa cũng được san phẳng làm đẹp lại. Xem ra là muốn bán lại thật. Chu Hạo lại nói, tôi tiến vào xem thử, không có chìa khóa, Mộ Dung cồn đường vào không được đâu. Mộ Dung Huỳnh Tuyết nói, không có hề gì, mọi người cứ vào đi, muội ở cửa mà chờ. Mạnh Thiên Sở bảo, Vương Dịch, người cũng ở ngoài này chờ cùng Huỳnh Tuyết, ta và Chu Hạo vào trong xem thử. Chờ một chút, Mộ Dung Huỳnh Tuyết gọi Mạnh Thiên Sở đứng lại, lấy từ trong người ra cái khăn đưa cho hắn. Mạnh ra, trạch viện này đã lâu không có người ở, Huỳnh tìm thứ gì đó, ắt là bị bụi bám nhiều, dùng cái này bịt mũi sẽ tốt hơn. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy cười, cất cái khăn vào lòng, rồi cùng Chu Hạo vượt tường mà vào trong. Mạnh Thiên Sở bước đến dưới lầu, nhìn vào bên trong mà nói, trên lầu và nhà bếp của trạch viện này chúng ta đều đã xem qua, chỉ có hai phòng dưới lầu chúng ta chưa xem. Trước đó chỉ ở ngoài nhìn, phát hiện bên trong toàn là bụi và mạng nhện, bên trong cũng không có gì cả, chẳng qua là mấy thứ lặt vặt. Nếu như tìm được bức vé đó trong đám này thì hãy biết mấy. Chu Hạo mở cửa phòng, trong phòng lập tức ùa ra rất nhiều bụi. Mạnh Thiên Sở lấy khăn ra nhìn, không đỡ dùng đấy, đút trở vào trong túi, dùng tay che miệng mũi, đi thẳng vào bên trong. Chu Hạo không biết lấy từ đâu ra cái chổi lông gà, quét mạng nhện xung quanh, căn phòng liền dễ nhìn hẳn lên. Trong phòng, ngoài cái bàn dài còn có mấy cái ghế, bên tường còn có mấy giản trúc làm giá sách. Bước tới giá sách, Mạnh Thiên Sở phát hiện còn có một cây đàn tỳ bà. Trên đàn đã bám đầy bụi, hắn ta cầm lên, khẽ dùng chổi lông gà quét bụi bám trên đó, nhìn kỹ một chút rồi đặt trở lại. Xem ra đây là thư phòng của chủ nhân, từ sách đặt trên giá mà xét, Thúy Mộc Nhan xem ra là một nữ tử rất tài hoa. Đột nhiên, hắn nhìn thấy mấy bức họa đựng trong một bình hoa ở góc phòng, liền lấy ra đặt lên bàn, phủi bụi đi, mở một bức ra mà xem. Khi mở hết, không ngờ lại dài những 2 mét, rộng 1 mét. Hắn dùng cây xào treo bức vẽ lên tường, một mỹ nữ như sốc dậy bên trên bức vẽ. Mạnh Thiên Sở quan sát bức họa, thấy người vẽ bức họa này ngoài công phu thượng thừa ra, còn có vẻ như rất là hiểu nữ tử trong bức vẽ. Nhân vì y có thể đem ánh mắt u oán của nữ nhân khắc họa lên từng nét bút lầm lì tận trí. Khi nhìn kỹ thêm, nữ tử trong bức họa này, sau lưng có mấy đóa mẫu đơn nở rộ. Nữ tử mặc quần áo đỏ, ngực áo kéo trễ lộ ra gò ngực đầy đặn, mặt như phủ dung, mày tựa lá liễu, ánh mắt ôn nhu có chút thu hút lòng người hơn cả hoa đào. Da trắng như tuyết, tóc đen vấn lên mái cao cao, trên đầu đầy châu báu lóe mắt, đôi môi hồng hơi nhướn lên, xác thật là mỹ nữ tuyệt sắc. Ở góc trái của bức họa có bài từ: Thu thiên nhân tán tiểu đỉnh không, xạ lành đăng hồn sầu nát lòng, độc hưu không dai lường nạ phong, nguyệt mông lung nhắt thụ lẻ hoa tế vũ trùng. Ở dưới còn có một hàng chữ nhỏ: Lầu Nguyệt Cư Sĩ tặng người trong mộng. Mạnh Thiên Sở nói, bức họa thì đẹp, nhưng mà bài từ và nội dung có vẻ là không hợp với nhau. Sắc thái của bức họa này có vẻ diễm lệ, thế nhưng lời từ sao mà bi thương quá vậy? Chu Hạo cảm khái nói, hồng nhan thì bạc mệnh, đại khái chính là ý tứ này đây. Một cô nương xinh đẹp là vậy, không ngờ lại chết đi, ai mà độc ác ngoan tầm đến thế. Chu Hạo thu bức họa đem về để ta xem xét lại cho kỹ. Mạnh Thiên Sở mở các bức khác ra xem. Thế nhưng dường như đó là tác phẩm dùng để luyện bút của chủ nhân, So với bức vẽ trước kém một khoảng cách rất xa. Khi hắn vừa định cuốn các bức vẽ này thu lại hết, một trong số đó đã dẫn đến sự chú ý của hắn. Đây là một bức họa to nhỏ, chỉ dài 1 mét. Trong đó có vẽ hai nữ tử trên một bục gỗ bên cạnh sòng cửa. Một nữ tử ăn mặc hoa lệ, nằm dựa vào một cây ván kê, biểu tình ra vẻ thích thú. Bên cạnh là một nữ tử tuổi nhỏ hơn, trong tay cầm cái quạt bồ, ngồi cạnh cô nương kia. Xung quanh có lau sậy và hoa dại. Trên mặt nước còn có 2 con vịt nhàn nhã bơi. Bên trái bức họa có đề câu: Giữa thu được mời ở lại, một thoáng lười nhác ở nhà Thanh Trần cử sĩ. Mặt Mạnh Thiên Sở sáng rực lên, cao hứng cười nói: Ông trời quả là có mắt. Đúng là ông trời không tuyệt đường con người. Câu này đúng là nói rõ tâm tình của ta lúc này. Chu Hạo thấy Mạnh Thiên Sở cao hứng như vậy lại hỏi: Thiếu gia có phát hiện gì sao? Mạnh Thiên Sở mỉm cười gật đầu, không trả lời. Hắn sau đó dẫn Chu Hạo và Mộ Dung Huỳnh Tuyết về nhà. Ngay từ xa đã nghe tiếng cãi cọ, hắn nhíu mày đi nhanh về phía phát ra âm thanh. Chu Hạo và Mộ Dung Huỳnh Tuyết bám ngay theo sau hắn. Lúc này trong phòng của Phi Yến dường như đã ngổn ngang tan tành. Phi Yến đang ở góc tường khóc rất thương tâm. Ôn Như một tay cầm cây chổi lông gà, một tay chống eo, mặt mày bặm trợn. Tả Giai Âm ánh cái bụng bầu hộ vệ trước người Phi Yến. Hạ Phượng Nghi đứng bên cạnh không biết làm sao mới phải. Thấy Mạnh Thiên Sở bước đến, mọi người đều hiện vẻ cầu cứu. Hắn bước tới đứng ở cửa. Phi Yến vừa nhìn thấy hắn đã nhào tới giống như đứa bé tìm kiếm sự che chở từ cha mẹ vậy. Ôn Nhu xông lại chụp lấy Phi Yến cò kéo. Do dùng lực quá mạnh đã khiến ống tay áo của Phi Yến rách ra. Mạnh Thiên Sở chụp tay ả rất mạnh hất ra. Ôn Nhu lùi mấy bước ngồi phịch xuống đất. Mạnh Thiên Sở ôm Phi Yến vào lòng, tức giận quát hỏi Ôn Nhu: Cô làm cái gì vậy? Ôn Nhu bò nhòm dậy, dùng chổi lông gà chỉ Phi Yến đáp: Người hỏi ta, sao không hỏi nó thử coi? Thống tứ, ta là phu quân của cô, không phải là ngươi. Muốn ăn đòn hả? Vẻ hùng hằng của Ôn Nhu lập tức giảm xuống 1/2. Lão già, ngài đáng lẽ phải quản những tiểu tiếp của ngài chứ. Không ngờ lại coi tôi như không tồn tại. Tôi hôm nay không dạy cho nó một bài học, sau này tôi làm sao ở lại cái nhà này được nữa. Mạnh Thiên Sở phát hiện trên tay Phi Yến có dấu bị đánh, lòng đau xót vô cùng, sầm mặt bỏ Phi Yến ra, từ từ đến trước mặt Ôn Nhu, cười, đột nhiên vùng tay tát mạnh. Tiếng bốp vang lên rõ to, đánh cho Ôn Nhu kêu thảm một tiếng, ôm mặt lùi mấy bước, ngơ ngẩn nhìn Mạnh Thiên Sở. Người đánh ta, người bằng vào cái gì mà đánh ta? Ta là phu nhân của ngươi, tiểu tiếp vô lễ với ta, ta không thể giáo huấn hay sao? Đổi làm người khác là có thể sao? Nhưng ở chỗ của ta thì không. Vì sao? Nhân vì ở đây, lời ta nói là tất cả, chỉ có ta mới có quyền sử dụng giả pháp. Ôn Nhu bây giờ ngẩn ra, vậy ngươi làm phu nhân ta là tiểu thiếp có khác gì đâu? Đương nhiên là có khác biệt. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, bọn họ đánh cô ta không quản, cô đánh họ, ta sẽ đánh cô. Ôn Nhu ôm mặt òa lên khóc vừa gào, người giết ta phát đi, ta không muốn sống nữa. Mạnh Thiên Sở chẳng thèm lý gì đến ả, bước trở lại cạnh Phi Yến, hạ giọng hỏi, là chuyện gì thế? Mắt Phi Yến đọng đầy nước. Em chỉ gọi Giai Âm tỷ tỷ là phu nhân, thế mà cô ấy nói em không quỳ củ, dùng chổi lông gà đánh em. Mẹ nó chứ, cái quái gì thế này? Không ngờ vậy mà dám động thủ. Hắn quay đầu hỏi Tả Giai Âm, nàng một thần võ công sao không ngăn cản? Phi Yến vội nói, không trách Giai Âm tỷ ấy đến thì em đã bị đánh rồi. Nếu không có Giai Âm tỷ, cô ấy còn đánh em dữ hơn nữa ấy. Tả Giai Âm nói, kỳ thật Ôn Nhu nói cũng có lý. Phượng Nghi và cô ấy là vợ, thiếp và Phi Yến là thiếp, xưng hô đích xác không thể giống nhau được. Chuyện xưng hô này vốn chúng ta rất tùy ý. Ôn Nhu tuy đang khóc nhưng nhất mực dòng tai nghe họ nói. Khi nghe đến đây, cô ả đứng phắt dậy, đầu tóc loa xoa, mắt nhòe lệ trù tréo. Cái gì mà tùy ý chứ? Những nhà chân lấm tay bùn dưới cưới hỏi tùy tiện mới tùy ý được. Cô là thiên sư mà ngay cả chuyện này cũng không biết. Hạ Phượng Nghi chợt nhíu mày. Ôn Nhu muội, sao muội có thể nói những lời như thế chứ? Sao hả? Định giáo huấn tôi sao? Cô là cái thá gì chứ? Có tưởng cô là đại phu nhân, ta là nhị phu nhân rồi cô có thể quản ta sao? Vậy thì mau trèo lên ghế ngồi lên trên đó đi. Tả Giai Âm thấy sắc mặt của Mạnh Thiên Sở càng lúc càng khó coi, Biết là hắn đang cố sức áp chế lửa giận trong đầu. Một khi bạo phát, e rằng khó có thể thu thập. Vội kéo ống tay áo của hắn. Phủ quân, đây chẳng phải là chuyện gì lớn. Chàng công vụ bể bộn mệt mỏi, sớm về phòng nghỉ ngơi. Cái gì? Ôn Nhu dẫn tới 2-3 bước. Bây giờ, phấn son trang điểm trên mặt đã bị nước mắt nhoèn nhoẹt loạn cả lên. Nhưng vẫn là dừng đôi mắt hạnh nhìn Tả Giai Âm. Cô nói cái gì? Cái gì mà không phải chuyện lớn? Không có quy củ, không thành gia đình. Cô cũng biết hả? Tam cường ngũ thường cô chắc đã học qua. Cái gì là đạo làm vợ, cô biết chứ? Cái gì mà phu quân, cô biết chứ? Phu quân là tiếng mà tiểu tiếp cần gọi hay sao? Cô chỉ có thể gọi là lão gia. Cô và con nhỏ Phi Yến này so với bọn nhà đầu và bà mụ ngoài kia chẳng khác gì nhau. Câm miệng, người điên đủ rồi chưa? Mạnh Thiên Sở nạt chìm. Ôn Nhu ngẩn cả ra. Thật là không nhìn ra nha. Lão già, ngài bênh vực nó như vậy. Ngài hiện giờ ở trước mặt tôi mà hung hãn như vậy. Kỳ thần có còn nghe lời thúc thúc của tôi nữa không? Nếu có bản lãnh thì ngài đến trước mặt thúc thúc tôi mà hung hãn đi. Trước mặt thúc thúc tôi, ngài chẳng qua là con chó ngoắc đuôi mà thôi. Chát một tiếng, một cú tát rõ to lại vang lên. Ôn Nhu lại òa khóc, ôm mặt nhìn trừng Mạnh Thiên Sở. Người còn đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Xong vung trảo ra chụp thẳng vào mặt Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở vùng chân phóng ra một cước trúng ngay bụng dưới của ả, khiến ả loạng choạng té bẹp xuống đất. Mạnh Thiên Sở quay lại nói với những người khác: các người đều ra ngoài hết, không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép vào. Hạ Phượng Nghi khẩn trương hỏi: phụ quân định làm gì thế? Đừng đánh mỗi ấy nữa. Mạnh Thiên Sở chẳng nói chẳng rằng ra hiệu cho họ lui, xong âm trầm đóng cửa lại. Nghe tiếng cài chốt, Ôn Nhu khàn giọng hỏi: Mạnh Thiên Sở, người định làm cái gì? Mạnh Thiên Sở hỏi lại: cô không phải là muốn lập quy củ sao? Hiện giờ ta cho cô biết, ở Mạnh gia ta cái gì là quy củ. Xong hắn tung một cước đá văng cây ghế bên cạnh đi. Mọi người ở ngoài nghe thấy tiếng ghế đổ, rồi tiếng nói khiếp đảm của Ôn Nhu: Ta cho người biết, ta là cháu gái của Ôn Tuyền, người dám đánh ta, ta sẽ... Lời còn chưa dứt, đã nghe Ôn Nhu kêu ré lên. Mạnh Thiên Sở đã cầm lấy cây chổi lông gà đánh túi bụi vào mặt, vào người của cô ả, đồng thời tức giận hét: Ngươi là cháu gái của Ôn Tuyền à? Ngươi sao không nói ngươi còn là nữ nhân của Mạnh Thiên Sở ta? Ngươi không phải nói định giết cả nhà ta sao? Hiện giờ, ngươi cũng là người nhà ta rồi đó. Vậy giết người trước cái đã. Hạ Phượng Nghi thở dài một hơi nói: chó bị rượt gấp quá, cồn cũng lại quay lại cắn, huống chi là con người. Mỗi thử nghĩ xem, bình thường ba chúng ta không cẩn thận bị đứt tay chảy ra, chàng ấy đã đau lòng cả nửa ngày. Hôm nay Phi Yến đã bị đánh thẳng như vậy, rồi cô ta bị làm nhục uy hiếp. Chàng thấy chàng ấy còn không có nóng mới là lạ đấy. Như vậy chàng ấy chẳng còn là Mạnh Thiên Sở nữa. Tả Giai Âm nói: cho cô ta chút bài học không phải là không được, nhưng buổi sợ huynh ấy ra tay mạnh quá không hay. Dù sao huynh ấy cũng là nam nhân, võ công không tệ, ra tay cũng mạnh lắm đấy. Bên ngoài phòng, mọi người không ai ly khai. Họ lắng nghe tiếng gào thét và tiếng Ôn Nhu trốn tránh khắp nơi trong phòng. Thỉnh thoảng miệng phát ra tiếng xé vì bị đánh trúng. Tả Giai Âm lo lắng nhìn Hạ Phượng Nghi hỏi: muội chưa bao giờ thấy huynh ấy nảy nóng đến như vậy, và chưa bao giờ huynh ấy động qua một ngón tay của nữ nhân. Thế mà hôm nay lại như vậy, không biết sẽ thế nào đây. Hạ Phượng Nghi ngẫm nghĩ nói: cái này thì ai khuyên cũng không được, thôi thì để ta thử xem sao. Hạ Phượng Nghi bước tới cửa nói: phu quân, chẳng hãy bớt nóng đi. Ôn Nhu muội muội mới cưới về, lập quy củ cho người dưới cũng đâu có gì sai. Nếu là phương pháp không đúng, chẳng lá dày là được, chẳng coi trước nhiều người dưới như vậy. Mỗi ấy sau này có thể ở cái nhà này được sao? Trong phòng lúc này mới không còn tiếng Mạnh Thiên Sở quát tháo nữa, chỉ có tiếng Ôn Nhu kêu thảm khóc lóc. Qua một lát, cửa mở ra, Mạnh Thiên Sở quăng cây chổi lông gà trên tay xuống đất, mặt đầy vẻ giận đứng bên cửa. Hạ Phượng Nghi vừa định tiến vào xem Ôn Nhu, Mạnh Thiên Sở đã quay lại nói với Ôn Nhu trong góc tường: hôm nay là Phượng Nghi tỷ tỷ của cô cầu xin, ta tha cho cô. Sau này cô mà hung hăng ngang ngược như vậy nữa, cho dù là thúc thúc của cô đến, ta cũng đánh cho cô chết rồi mới mở cửa này ra. Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi. Ăn tối xong, Tả Giai Âm đến thư phòng, thấy Mạnh Thiên Sở ngồi trên ghế, mặt vẫn nặng nề y như cũ, liền bước tới khẽ sờ đầu của hắn. Mạnh Thiên Sở nhìn nàng, kéo tay nàng đặt vào lòng bàn tay của mình, kéo nàng ngồi vào lòng. Muội bây giờ rất nặng, huynh còn ẵm nổi hay là không? Tả Giai Âm thẹn thùng hỏi. Sao mà ẵm không nổi chứ? Sau này trở sinh con ra rồi, hai người một ngồi bên trái, một ngồi bên phải của ta, như vậy mới gọi là hạnh phúc. Tả Giai Âm dựa vào lòng hắn, dịu dàng nói. Đói rồi có phải không? Huynh cứ ở mãi đây, nha hoàn không dám vào gọi. Muội đi cho người mang chút gì cho huynh ăn. Tối ngày hôm nay, có món hồng thiêu sư tử đậu mà huynh thích đấy. Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Không ăn, ta đã tức no luôn rồi. Một cái nhà hạnh phúc như vậy, mọi người hàng ngày nói cười, vui vẻ là vậy. Thế mà, đều là nữ nhân. Vì sao một con ác phụ như vậy lại để ta gặp phải, lại còn không cưới không được nữa chứ? Muội biết chẳng là vì muội, để chàng chịu khổ rồi. Mạnh Thiên Sở bảo, nói cái gì vậy chứ? Nàng là vợ của ta, ta sao để cho nàng rời khỏi ta được? Hơn nữa lần này nàng đi, chẳng những là rời khỏi nhà này, rời khỏi ta, mà còn rời khỏi con của chúng ta. Ta làm sao để hài tử không có mẹ chứ? Tả Giai Âm gật đầu nói, đại khái là hợp với câu được cái này thì mất cái kia. Đúng như vậy, ta cứ tưởng nữ tử trong thiên hạ đều thiện lương, đâu có ngờ gặp phải loại nữ tử ác độc thế này. Tả Giai Âm lại nói, kỳ thật muội cảm thấy cô ta cũng đáng thương, bị thúc thúc gả cho nam nhân mà mình không muốn lấy. Tuy kỳ thật nam nhân này ưu tú phi thường. Ta ưu tú sao? Mạnh Thiên Sở ôm ghịt nàng, hôn lên bờ môi hồng. Đúng vậy, mỗi lần đầu tiên nhìn thấy huynh là đã thấy thích huynh rồi. Huynh đại làm nên gia nghiệp lớn thế này, sự nghiệp to thế này, không ưu tú sao được. Xem ra mị lực của ta không nhỏ nhỉ. Mạnh Thiên Sở hơi có vẻ đắc ý, tâm tình theo đó cũng rộng mở hơn. À, chẳng phải là không muốn lấy ta sao? Ta đâu phải là người không biết chuyện, ta đâu có muốn cô ta làm gì đâu. Thế là lạnh nhạt làm cho ta biết mặt đây làm gì. Cô ta nếu như nghe lời Kha đại nhân thì khuyên nhủ trở về cạnh chàng, làm phu nhân của chàng, cho thấy cô ta đã bắt đầu có ý cùng chàng sống những ngày êm đẹp rồi đó. Nàng đó nha, tâm tư cứ tốt như vậy, cô ta như vậy mà trải qua những ngày êm đẹp sao? Mới ngày đầu tiên đã đánh cho Phi Yến thành ra như vậy. Nếu ta không cho ả biết chút lợi hại, sau này khi ta không có nhà thì sẽ ra sao? Đặc biệt là Phi Yến, bình thường nói năng tùy ý quen rồi. Lỡ không cẩn thận để con độc phụ đó túm lấy lý do thu thập thì sao? Tả Giai Âm thở dài, ngồi dậy từ trong lòng Mạnh Thiên Sở nói. Trận này chẳng đánh chắc cô ta sợ luôn rồi. Hy vọng sau này cứ êm xuôi, nếu không e rằng càng phiền phức hơn đấy. Mạnh Thiên Sở bảo, đừng có lo, chẳng làm gì được ta đâu. Hy vọng là như vậy. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ một lúc, bèn đứng dậy, kéo Tả Giai Âm đi ra ngoài. Tả Giai Âm hỏi, chẳng đưa tiếp đi đâu? Đi rồi hẳn sẽ biết mà. Mạnh Thiên Sở dẫn Tả Giai Âm đi tìm Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, sau đó cùng tụ lại một chỗ. Bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy chỉ có bạo lực cũng khó thu được hiệu quả như hy vọng. Hay là mượn dùng một câu hay quen dùng trong ngoại giao, gọi là khi vũ lực không thể giải quyết vấn đề thì cuối cùng cần phải ngồi vào bàn đàm phán giải quyết. Do đó, hắn quyết định dẫn bà nàng đi tìm Ôn Nhu, hy vọng có thể giải quyết tranh chấp thông qua hòa bình. Nhà vườn của Ôn Nhu gần sát với nhà của Tả Giai Âm. Ở cửa có mấy chậu cúc, nhưng lúc này đã bị cô nàng đạp cho tan nát tả tơi. Bước vào trong vườn, mọi người đi thẳng tới phòng ngủ. Mọi thứ trong nhà vẫn tràn đầy không khí cưới hỏi. Bên hồng, cối hồng, màn treo màu hồng. Ngay cả trên bàn cũng có một đôi nến hồng còn cháy. Hai nhà hoàn phục dịch Ôn Nhu thấy Mạnh Thiên Sở và ba vị phu nhân tiến vào đều vội vã bước tới hành lễ. Hạ Phượng Nghi mới hỏi, vết thương đã đắp thuốc chưa? Cơm nước dọn lên đã ăn hay chưa? Một nha hoàn trong số đó lắc đầu khẽ đáp, nhị phu nhân không cho chúng em đắp thuốc, cơm cũng không chịu ăn. Hạ Phượng Nghi bước đến trước giường, thấy Ôn Nhu cứ trong mắt nhìn thẳng chẳng chớp cái nào, không rõ là nghĩ cái gì, liền dịu giọng bảo, tiểu Nhu muội muội, muội hãy để nhà hoàn đắp thuốc đi, muội nếu cứ vậy không ổn đâu. Ôn Nhu không trả lời, người vẫn trơ trơ như đã chết. Hạ Phượng Nghi mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, hắn bước đến bên giường, Ôn Nhu liền ngoảnh mặt đi rồi úp người xuống giường, chìa lưng ra phía hắn. Mạnh Thiên Sở thấy ở chiếc váy trắng của Ôn Nhu đầy vết rắc do chổi lông gà hắn đánh, nhiều chỗ hiện dấu máu bầm đen, xem ra bị thương không nhẹ. Trong lòng bất nhẫn, liền dùng giọng hòa hoãn nói, được rồi, mau bùi chút thuốc đi. Hạ Phượng Nghi Tả Giai Âm và Phi Yến đều hít hà một hơi lạnh. Phi Yến bấu chặt cánh tay Hạ Phượng Nghi, quay đi chỗ khác chẳng dám nhìn. Mạnh Thiên Sở cũng cả kinh, không ngờ mình trước đó ra tay nặng như vậy. Có thể nói, hắn đã đánh cổ nàng khắp người thương tích, chẳng khác gì hành hạ phạm nhân, cho nên không khỏi cảm thấy tự trách và hối hận. Dù gì thì nàng ta cũng là con gái nhà quan, bị bức lên một đền tiểu sư già ở cái huyện nha nhỏ bé như hắn, nên nghĩ mọi biện pháp chạy trốn vận mệnh là điều có thể hiểu. Dù đã dùng biện pháp gì, tính tình ra sao, khẳng định nàng ta có cái lý của mình, ủy khuất là điều chắc chắn. Và trong đêm tân hôn, hắn để người ta phòng không càng đáng trách hơn. Hắn dịu giọng nói, thuốc nhất định phải đắp, cơm cũng không thể không ăn, đừng có giờ tính nữa được không nào. Ôn Nhu vẫn quay mặt vào trong không nói gì y như cũ. Mạnh Thiên Sở nói với nhà hoàn, đưa thuốc cho ta. Nhà hoàn lấy thuốc đến đặt ở ghế bên giường. Mạnh Thiên Sở tự thần lấy thuốc đắp lên lưng Ôn Nhu. Những vết thương ở đùi cũng được hắn bôi quả thuốc. Mỗi lần bôi là một lần đau. Ôn Nhu tự nhiên có rút thần người, nhưng vẫn nghiến răng không nói một lời. Đắp thuốc xong, Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ một chút, quay lại nói với mọi người, chúng ta là nhà giàu, nhà nem, quy củ trong nhà dù sao cũng phải định cho rõ. Ôn Nhu là vợ do ta mai mối cưới về hẳn hoi, từ giờ trở đi mọi người phải gọi Phượng Nghi là đại phu nhân, Ôn Nhu là nhị phu nhân, Giai Âm và Phi Yến là thiếp, sau này sẽ được gọi là mợ ba và mợ tư. Sau này chỉ có hai nàng gọi ta là phu quân, người khác chỉ có thể gọi ta là lão gia, đừng có gọi loạn tồn tình như vậy nữa, có nghe hay là không? Chúng nhà hoàn người hầu liền cúi đầu vâng dạ. Tả Giai Âm và Phi Yến cũng lên tiếng vâng lời. Mạnh Thiên Sở đưa tay qua, ra vẻ có lỗi cầm tay họ, nắm chặt một cái, sau đó nói tiếp. Tuy về mặt xưng hô thì có biến hóa, nhưng Phượng Nghi, Tiểu Nhu, Giai Âm và Phi Yến, bốn nàng đều là nữ nhân của Mạnh Thiên Sở ta. Trong lòng ta, các nàng đều quan trọng như nhau. Hắn dừng lại một chút, lại thành khẩn nói tiếp. Chúng ta vốn đến đây từ Ngũ Hồ Tử Hải, có thể ở chung một chỗ lâu như vậy, cũng âu là một duyên phận. Đáng lẽ không phải yêu thương lẫn nhau mới phải. Không được để xảy ra chuyện gì nữa, suốt ngày cãi cãi cọ cọ, có thể đưa đến chuyện gì hay hò cửa chứ. Từ nay quyết định như vậy, không được làm loạn trong nhà này, nếu không ta sẽ dùng giá pháp chữa trị, biết chưa? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả ở buổi đọc truyện đêm khuya hôm sau.